Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đương nhiên là nhớ rồi. Hôm đó em đã lái xe đụng trúng xe của anh. Em còn quát mắng anh, nói đó là lỗi của anh. Một cuộc tình xoay quanh hai chữ nợ và duyên. Cuối cùng thì chúng ta vẫn ở bên nhau. Biết được em là con gái của ông Giao, anh thật sự rất kinh ngạc. Câu chuyện éo le của hai con người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội. Từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi. Cứ xem như chúng ta không hề quen biết. Cô dám dụ dỗ con trai tôi. Cặp đôi quan gia liệu có tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân? Giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ của con nợ và chủ nợ mà thôi. Nít, chúng ta sẽ ly hôn. Tất cả sẽ có trong phim truyện nước ngoài Nợ Tình, được phát sóng vào lúc 12 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 2017.